Câu hỏi khác: kính thầy cho con hỏi, là một trưởng tràng thì con nên làm gì để dung hòa giữa cứng rắn và mềm mỏng? Con không muốn khó tánh quá, nhưng nếu không nghiêm khắc thì tràng viên không giữ nội quy. Con xin thầy chỉ cho con để con làm tốt nhiệm vụ của mình, hầu mang lại lợi lạc cho đạo tràng và bản thân con trên con đường tu học Phật và hộ niệm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa với chư vị, khi tiếp xúc nhau thì chúng ta có thể uyển chuyển tình cảm. Còn một đạo tràng luôn luôn phải có cái quy giới, quy nghiêm, quy tắc của đạo tràng. Đề nghị tất cả mọi người đều phải cái quy giới, quy nghiêm, quy tắc, quy đạo, gọi là cái đạo giới đó. Bắt buộc mọi người ai cũng phải giữ mới được. Đúng không chư vị? Chúng ta là thành viên đi tu, thì chúng ta tới cái đạo tràng của cái chùa Phật Tổ này, hòa thượng ra cái quy giới là chúng ta không được làm cái gì, thì chúng ta phải chấp nhận quy giới đó, thì tự nhiên chúng ta sẽ hòa hợp với nhau. Ví dụ Ngài nói là đi vào đạo tràng, chư vị không được đi cái cửa giữa, phải đi cái cửa bên thôi, thì đó là cái quy giới của cái đạo tràng này. Xin chư vị phải tôn trọng Ngài, phải làm đúng như vậy, thì tự nhiên trên dưới hòa hợp với nhau. Nếu nữa tại sao cái cửa giữa rộng hơn chúng ta không đi, mình cãi Ngài, xin thưa mình cãi Ngài thì ra với đâu đấy. Ngài nói đi ra ngang với tổ, chư vị phải vái chào, bắt tôi vái chào. Từ một chỗ này hình như mình có thể bất đồng với những cái chuyện khác, vô tình như vậy cái đạo tràng nó lộn xộn từ cái chỗ không chịu giữ gìn quy giới. Như vậy thì xin chư vị mà muốn tránh không cứng quá mà không mềm quá là chúng ta cứ lấy cái quy giới đó, khuyên mọi người phải gìn giữ cái quy giới đó. Giả sử như một người cố tình không chịu giữ cái giới luật của đạo tràng, giáo dục của cái đạo tràng chúng ta nhiều lần như vậy, thì chúng ta cũng đành nói là anh ơi em phải cẩn thận, nếu mà còn một lần nữa thì chúng tôi cũng không cách nào chấp nhận được. Mà nói như vậy chúng ta họp lại, nó bây giờ xin nói như vậy cho một người mà cứ phạm quy giới, mà cố tình phạm quy giới thì làm sao? Chắc chắn người ta nói thôi bây giờ anh ơi anh tới đây anh không gìn giữ quy giới thì thôi anh cố gắng ở nhà tu tập riêng, từ từ suy nghĩ lại kỹ coi. Nếu mà anh làm như vậy đúng thì ở đây chúng tôi không đúng thì chắc anh cũng buồn, thôi anh đi chỗ khác chứ không biết làm sao hơn. Đúng không chư vị? Cho nên cái quy giới là cái chỗ kết hợp với nhau. Mà chúng ta không chịu đưa ra cái quy giới cẩn thận thì người nào làm sao cũng được, là do cái sở ý của người trưởng tràng. Cho nên mong chư vị cái đạo quy, đạo luật, đạo đức, đạo cái giới đi của cái đạo tràng, xin tất cả chư vị phải gìn giữ, thì tự nhiên nó có sự kết hợp với nhau, chứ không thể người ta nói rồi mình bất đồng ý kiến, nó tạo ra cái điều không tốt. Như vậy lấy quy giới để làm cái mẫu mực thì tự nhiên nó không tránh cái tình trạng lộn xộn đi, nhiều không chư vị nhớ nha.